Giờ mình sẽ hết cái mít chín này. Mít này chín là mình nứt rồi. Mít này to quá, mình sẽ hái, mình chuột xuống dưới đất luôn. Mình sẽ đi ôm rơm. Chín là điện chị Minh, nó bón tiền mọi. Rồi, mình chặt. Chín là xuống dưới này. Đi anh Thạch anh bợ xanh. Để anh Thạch anh bợ cho. Để. Thằng tất à. Cái này chỗ nào đây nó rụng xuống hả anh?